Xin chào các bạn. Hôm nay các bạn thấy Tú có cái mũ cưng không? Tại vì Tú phải chuẩn bị cho nó phù hợp với không khí cũng như là những cái tin tức trong 8 điện máy ngày hôm nay. Bởi vì là chúng ta đang trong sinh nhật 15 năm của Thế giới di động và có rất là nhiều những cái tin tức điện máy cũng như là khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn luôn. Nhưng mà Tú vẫn không quên là cập nhật cho các bạn những tin tức nóng hổi trong tuần qua. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với 8 điện máy để xem hôm nay mình có quà gì nhé. Và món quà mà Tám muốn mang đến cho các bạn tuần này đó chính là những sản phẩm khuyến mãi cực kỳ ưu đãi tại Điện Máy Xanh. Các bạn hãy đến với Điện Máy Xanh để cùng mua sắm nhé. Sinh nhật 15 năm, mua máy lạnh bao trọn mọi phí, phí ống đồng, phí vệ sinh, phí lắp đặt. Toshiba tặng 15%, trả trước 0 đồng. Quạt điều hòa giảm đến 40%. Smartphone, điện máy giảm từ 10 tới 15%. Gia dụng đụng là mua giảm 40% hoặc là tặng voucher lên đến 1 triệu đồng. TV Sony giảm 15% cộng thêm một voucher. TV TCL tặng voucher đến 3 triệu đồng. Trời ơi, quá trời quá đất luôn á. Sinh nhật thôi mà hả, khuyến mãi từ đầu xóm tới cuối xóm vậy luôn á. Nói vậy thôi chứ rất mong là với những cái tin tức khi nãy á, thì các bạn cũng có thể chọn cho mình được những cái sản phẩm và vừa với túi tiền của mình nha. Ôi, nãy giờ thì mình đang ngập tràn niềm vui với những cái tin tức khuyến mãi của Điện Máy Xanh. Nhưng mà vẫn không quên nhiệm vụ là cập nhật cho các bạn những tin tức điện máy công nghệ nóng hổi. Sau lệnh cấm vận của Mỹ khiến cho Huawei chao đảo, ráo riết tìm mọi cách để có thể sản xuất những con chip cũng như là hệ điều hành riêng cho mình do các cái công ty Mỹ chấm dứt hợp đồng với Huawei, thì mới đây việc buôn bán giữa Mỹ với Huawei đã có những cái chuyển biến. Vào cuối tháng 6 vừa qua, sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố các công ty Mỹ có thể bán sản phẩm cho Huawei. Đồng thời là Wilbur Ross, Bộ trưởng Thương mại Mỹ cũng cho biết là Huawei sẽ ra khỏi danh sách đen nếu như mà không có cái mối đe dọa với an ninh quốc gia. Và trong 2-4 tuần tới thì các công ty của Mỹ sẽ được phép mua bán với Huawei. Theo Reuters thì sự thay đổi này cho thấy là cái sự vận động của các nhà sản xuất chip và áp lực từ chính quyền Trung Quốc đã có hiệu quả. Hai nhà sản xuất chip giấu tên của Mỹ đã nói với Reuters là họ sẽ xin giấy phép để tiếp tục làm việc với Huawei. Ngoài ra thì vài công ty khác cũng bắt đầu nộp đơn xin cấp phép để mua bán với Huawei. Có thể thấy là sự ảnh hưởng của Huawei không thể xem thường được, đúng không các bạn? Tạm thời mình sẽ rời Trung Quốc để đi tới thăm Hàn Quốc, bởi vì là ở đây đang có một cái món đồ rất là hay ho mà tôi muốn cho các bạn biết. Đó là việc Samsung sắp phát triển một cái kính thực tế tăng cường mà nó có thể gặp lại được luôn. Thiết bị mới này của Samsung thì có thể gặp lại như một cặp kính thông thường. Tuy nhiên cặp kính này sẽ có phần gọng dày hơn so với Gear VR, một thiết bị thực tế ảo khác của Samsung để chứa các cái linh kiện điện tử. Tuy là sẽ có nhiều bổ sung cũng như là thay đổi cho đến khi sản phẩm hoàn thiện và ra mắt, nhưng mà thiết kế hiện tại của cặp kính cho thấy khả năng tự khởi động khi mà người dùng gập hoặc là mở ra. Ngay khi một bên gọng kính được mở ra thì chiếc máy chiếu thủy tinh gắn trên gọng kính sẽ truyền hình ảnh lên phần màn hình nhỏ. Để đảm bảo việc thiết bị không bị tự động tắt khi người dùng đang đeo kính và xoay đầu thì Samsung đang phải nghĩ ra cách để trang bị cảm biến từ tính giữ cho chiếc kính luôn hoạt động cho đến khi người dùng chủ động gặp lại để tắt đi. Mặc dù vậy, đây chỉ là một cái bàn sáng chế, có khả năng là nó sẽ không bao giờ được ứng dụng vào thực tế. Samsung thì từ chối bình luận về chiếc kính thực tế ảo tăng cường này. Thông tin này thì chắc chắn là sẽ làm cho các bạn game thủ đứng ngồi không yên. Một chiếc màn hình chơi game cong lần đầu tiên sẽ được Samsung trình làng tại Việt Nam. Mẫu màn hình chơi game Samsung CRG5 có thiết kế cong và chất lượng hình ảnh hứa hẹn sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của các game thủ. Đây là mẫu màn hình đầu tiên của Samsung trang bị công nghệ NVIDIA G-Size, mang đến hình ảnh mượt mà hơn khi mà sử dụng chung với card đồ họa GeForce của NVIDIA. Bên cạnh đó thì Samsung CRG5 còn có kiểu dáng cong mà Samsung gọi là Traffic Curve, với độ cong tối ưu mang đến góc nhìn tốt hơn, giúp cho người dùng không phải đảo mắt quá nhiều khi mà sử dụng. Ngoài thiết kế màn hình cong thì Samsung cũng tích hợp chế độ AC Mode, hạn chế ánh sáng xanh, giúp cho mắt điều tiết và thư giãn trong suốt quá trình chơi game. Wow, có thể thấy là một cái màn hình mà nếu như mà sở hữu thì chúng ta có thể trải nghiệm được những cái tựa game cực đã luôn ha các bạn. Có lẽ là tuần này thì chúng ta cũng tám với nhau nhiều rồi ha. Chắc có lẽ là sẽ hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau để mình tám về những cái chủ đề mới. Và nếu như mà các bạn có những cái thông tin gì hay á, thì các bạn có thể comment phía bên dưới để cho chúng ta sẽ cùng trao đổi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.